Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi chỉnh sửa cái bộ rễ của cái cây nguyệt quế này và chia sẻ với các bạn về cách chỉnh sửa cái bộ rễ này. Các bạn thấy cái bộ rễ này nó đang rất là mất tự nhiên. Nó mọc lên và nó gồ như thế này. Đây, từ cái bộ rễ như thế này thì mình sẽ tháo cái chậu này ra. Tháo ra xong thì mình sẽ bẻ những cái rễ này cho nó lên. Tức là những cái rễ này cho nó bổng lên trên, nhưng nếu mà nó nằm như thế này thì nó cao quá. Và những cái rễ nào mà cứng quá không bẻ được thì mình buộc phải dùng cưa, mình cưa nhả cái phía bên bên trong rồi nè. Đấy, phía bên trong này sau đó mình bẻ cho nó ra thì nó tạo thành những cái rễ như thế này. Nó bằng như thế này thì nhìn nó tự nhiên hơn. Bây giờ mời các bạn theo dõi chi tiết. Các bạn dùng cái cây xiên này các bạn chọc xung quanh. Sau đó chúng ta vật nghiêng chậu và đưa cây ra. Các bạn vật nghiêng chậu và ép từ từ cây để tránh vỡ chậu. Cây này rất nhiều rễ, bây giờ mình sẽ dùng dao mình cắt ngang đây. Cắt ngang, các bạn yên tâm, cắt ngang là không chết đâu. Sau khi cắt xong như thế này thì chúng ta tiếp tục chúng ta đào đất và chúng ta bẻ cái bộ rễ này cho nó nằm ngang ra. Cái bộ rễ tơ nó đang rất nhiều các bạn ạ, mình có thể cắt bớt cũng được. Đây các bạn thấy đây. Các bạn thấy là để chỉnh sửa bộ rễ nó rất mất công nên là nhiều khi chúng ta ngại. Cái này nếu chúng ta làm sớm từ khi còn nhỏ thì nó đỡ đấy các bạn. Các bạn cứ kiên trì lấy hết xung quanh và chúng ta tách dần. Sau khi các bạn đã tháo được đất của cái bầu rễ cây như thế này thì chúng ta bẻ các cái rễ này này cho nó theo cái hướng ngang lên. Tức là nó theo cái đường chóp nón nhưng mà chói chói đó các bạn ạ. Tức là nó ra nó như thế này. Đây các bạn thấy đây. Ví dụ như cái này nó đang dốc thì mình bẻ lên như thế này để cho nó bớt cái độ dốc đi. Còn đối với những cái rễ to quá mà mình bẻ không được, ví dụ như rễ này thì mình dùng cưa. Mình cưa vào má bên trong. Cưa bên trong đây để mình bẻ cho nó ra. Các bạn cưa khoảng một nửa cái rễ là được. Sau đây chúng ta bẻ cái này ra. Đấy, bẻ ra thì sau này cái phần bị cắt này nó sẽ bật chồi, bật rễ mới. Các cái rễ mà dạng rễ cọc thì chúng ta nên cắt bỏ, chúng ta không nên tiếc. Đây, ví dụ như cái chỗ này nó đâm thẳng cái này thì mình cố gắng mình bẻ được cái nào ra bên ngoài này. Còn nếu không bẻ được nữa thì mình buộc phải cắt thôi. Mùa này cây nó đang phát triển nên là cái rễ nó cũng không cứng lắm các bạn ạ. Các bạn mà làm một cái mùa nắng thì cây nó sẽ rất là cứng. Và trong quá trình mình bẻ như thế này thì chắc chắn sẽ có những cái rễ nó chết thì chấp nhận thôi. Cái nào được thì được, không được thì nó chết thôi. Các bạn không nên buồn phiền về vấn đề đó. Phần dưới nó như thế này. Nó hỏng như thế này và chúng ta lấy rễ xung quanh. Tiếp theo chúng ta dùng dây, chúng ta kéo. Dùng dây có thể là dây buộc hoặc là dây nhôm, dây gì đấy chúng ta nắn chỉnh lại bộ rễ này. Các bạn có thể dùng que để làm đòn bẩy và chúng ta kéo rễ lên như thế này các bạn ạ. Và đến đây thì mình có thể buộc lên trên thân cây, mình kéo. Và cứ bằng cách nào đó mình làm cho nó bộ rễ nó lên. Nó đừng có cục quá để cho nó được tự nhiên. Sau khi đưa dây vào chỉnh thì bộ rễ nó được như thế này. Các bạn thấy đây, bây giờ nó đã tự nhiên hơn rồi đây. Đấy. Nó không còn cái dạng chân nơm nữa mà nó đã có cái dạng chói chói. Và chỗ này nó đang trống thì mình có thể kéo cái rễ này sang bên đây. Mình sẽ tìm cách mình kéo sang để cho nó bớt trống đi, bên này đang dày. Đấy, như bên này là đẹp rồi đấy các bạn này. Các bạn thấy chỗ này là rất đẹp rồi đây. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái chỗ này để cho cái rễ này sang đây cho nó đỡ trống trải.
Sau khi có được bộ rễ lớn như thế này rồi thì chúng ta tiếp tục điều chỉnh cái rễ con các bạn ạ, các cái rễ con nhỏ nhỏ này, này. Và chúng ta tỉa những cái rễ nào không cần thiết đi. Cái đầu nó dày quá chúng ta phải tỉa bớt. Và đặc biệt là các cái rễ mà nó chồi ngược đấy các bạn này. Đây các cái rễ chồi ngược này chúng ta phải cắt đi này. Đây các bạn thấy là nó chồi ngược lên đây. Chồi ngược này thì mình cần cắt loại bỏ. Đây còn những các cái rễ mà nó vổng lên này mà mình buộc xuống được thì mình sẽ kẹp xuống như thế này. Nhìn cho nó tự nhiên. Các bạn thấy cái rễ bên này nó quá dài, chúng ta cũng nên cắt bớt rồi các bạn. Nếu mà các bạn cứ để như thế này thì nó sẽ rất dài. Chúng ta cắt đi thì sau này nó phân nhánh ra thôi. Còn những lối này thì đang rễ tơ nhiều thì mình để như này là được. Tiếp theo đến chỗ này. Cái rễ này nó lên rất cao thì mình cũng nên hạ xuống. Nên bỏ đi. Các cái rễ tơ này chúng ta cố gắng để lại nhé. Vì các cái rễ này nó sẽ quyết định cái sự sống của cây ấy. Và bộ rễ này đến thời điểm hiện tại thì tương đối được các bạn ạ. Nó đã có nét tự nhiên của nó rồi. Tương tự bên này cũng vậy. Đấy, chỗ này lúc nãy nó trống, bây giờ nó đã có một số rễ đây rồi. Đây, tương tự chỗ này cũng vậy. Đấy. Đây. Vậy là chúng ta chỉnh được như thế này. Sau khi chỉnh rồi thì chúng ta đưa vào chậu, chúng ta trồng lại. Công đoạn tiếp theo chúng ta đưa đất vào chậu. Đất này đã được trộn sẵn đấy các bạn. Trong này có xỉ than này, phân mục này, trấu này, đất. Bây giờ chúng ta đưa cây vào. Và các bạn thấy bộ rễ đây. Và các cái rễ nằm ở rìa đây này. Chúng ta nên dùng tay chúng ta vén vào. Còn phần lá này chút nữa chúng ta cắt sau. Và chúng ta lấp đất kín luôn bộ rễ các bạn ạ. Vì hiện tại chúng ta cần phải lấp kín để cho dưỡng ẩm bộ rễ này. Nếu các bạn để hở thì có thể là nó bị chết một số rễ đấy. Sau khi đưa đất vào xong, các bạn dùng xăm, các bạn xăm cho nó xuống, đất nó xuống. Hoặc các bạn dùng ngón tay cũng được. Các bạn lắc nhẹ nhẹ này, nó sẽ xuống. Đến chốc nữa thừa thì chúng ta lấy ra sau. Các bạn dùng tay các bạn sọc như thế này. Hoặc là các bạn dùng que các bạn chọc cũng được. Mục đích là để cho đất nó chèn vào các cái rễ này các bạn này. Và các bạn làm đều xung quanh. Sau khi các bạn đã phủ kín đất như thế này thì chúng ta lấy bớt đất thừa ra. Đặc biệt là cái phần sát mép chậu này. Để khi mình tưới nước nó còn một cái vành để nó giữ nước. Nếu các bạn mà để đầy quá là tưới nước vào nó không giữ được. Còn cái phần bên trong này chúng ta nên để cho nó phủ kín rễ lại. Sau này nó lộ sau. Đây các bạn nên tạo ra một cái vành như thế này. Để khi mình tưới nước thì nước nó vẫn còn nằm lại ở đây. Đây như thế này các bạn. Nó ra một cái vành như thế này. Khoảng độ một đốt ngón tay. Đây các bạn thấy tầm một đốt ngón tay là được. Và đảm bảo là rễ không bị lồi lên các bạn nhá. Nếu mà rễ mà lộ lên là không được. Và chúng ta làm xung quanh cho hết. Như thế này là xong đất ở phần chậu đấy các bạn. Tạm thời mình cho đất kín luôn rễ. Xung quanh có một cái gờ tầm khoảng một đốt ngón tay để mình tưới nước cho nó giữ lại. Bây giờ còn phần tán lá này đang còn rất nhiều lá, chúng ta cần phải tỉa bớt. Nếu không tỉa bớt thì cây nó sẽ ốm. Vì chúng ta mới vừa cắt rễ, nó thiếu rễ nhiều. Và bây giờ mình sẽ cắt lá cây này. Mình có thể kết hợp đưa dây vào để chỉnh sửa luôn các bạn ạ. Mình nên cắt ngắn các đầu cành lại. Và cứ như vậy chúng ta cắt hết cây. Cuối cùng chúng ta nên cắt tỉa lá như thế này. Đây các bạn thấy đây. Mình không nên tham để lá nhiều. Khi tỉa thưa như thế này thì cây nó đỡ thoát hơi nước. Thứ hai là các cái mầm ngủ trong các cái nách lá nó sẽ bật lên.
và chúng ta tiến như thế này là được. Bây giờ chúng ta đưa cái cây này vào chỗ bóng mát và chúng ta tưới nước, vậy là xong. Sau khi cắt lá xong, các bạn đưa cây vào bóng mát, tức là vào bóng của các cái cây khác đây này. Đây, vị trí này của bóng cây đây các bạn. Đấy, đưa vào bóng cây và chúng ta tưới nước. Chúng ta để ở đây khoảng 10 ngày, sau đấy chúng ta đưa dần ra nắng là cây đảm bảo. Bây giờ chúng ta tưới nước cho cây. Trời cũng hơi tối nên là phải làm nhanh. Khi tưới chúng ta nên tưới từ từ và tưới đều trên mặt để cho đất nó phủ kín cái bộ rễ các bạn ạ. Các bạn có thể để trong máy tôn hoặc trong nhà khoảng 7 ngày, sau đấy chúng ta đưa dần ra nắng. Chúng ta có thể dùng tay để nén nhẹ bề mặt để cho kín các cái rễ này. Và các bạn thấy đây, nước nó đã được cái gờ này giữ lại đây. Và thế này là xong đấy các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về việc chỉnh sửa bộ rễ cây nguyệt quế này. Các bạn có thể tham khảo để chỉnh sửa bộ rễ cây bonsai cho mình. Chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.